Ok chào anh em, nay em mới về dòng sản phẩm motor quạt dòng không chổi than anh em nhé, để cho anh em sử dụng chế quạt sử dụng trong thời gian mất điện này. Điện áp chạy từ 12V đến 24V, dòng không chổi than, chạy cực êm và tiết kiệm điện trục 8 anh em nhé. Đấy, dễ dàng cho anh em sử dụng chế quạt, đầy đủ phụ kiện cho anh, dây cáp, hệ thống điều tốc anh em nhé, cả diode anh em chống đông ngược. Về chỉ việc cắt ghép độ chế và các cái quạt hiện sẵn bây giờ để xuống cho điện 12V và 24V, chạy rất là êm. Anh em cần thì alo cho mình qua số điện thoại là 0979 665 264. Đây là sơ đồ anh em đố mạch điều tốc nhé. Đây phụ kiện sẽ gồm đủ các bộ phận để anh em lắp ghép. Hàng mới tinh 100%, xuất xứ Trung Quốc các bạn nhé. Anh em nào khéo tay thì có thể độ chế được. Ok, chào anh em những video sau.